Hello hello, xin chào tất cả bạn và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh Mơ Sướng Channel. Tất cả các bạn ơi, ngay hôm nay thì mình có làm một cái tiêu đề là đừng bao giờ mua thốn các bạn ạ. Đừng mua, tốn tiền lắm. Các bạn phải xem hết clip này, mình sẽ phân tích các bạn lý do vì sao các bạn lại đừng mua thốn, rất tốn tiền. Đấy, cho nên là mình xin phép hướng dẫn các bạn một chút về vị tưởng thốn này. Các bạn đều biết là cái nội tại của nó thì mình sẽ không đọc quá nữa, bởi vì thứ 4% hồi chiếu thì nó sẽ tương đương với 4 công vật lý tất cả các bạn nhé. Còn chương 1 của vị tưởng thốn này thì các bạn đều biết là quan trọng nhất, mình, các bạn đừng có để ý chiếu 2, chiếu 3. Đấy, mình như vậy để cho các bạn dễ hiểu, chứ các bạn cứ để ý chiếu 2, chiếu 3 làm gì cho phiền lòng. Bởi vì chiếu 1 của nó thì quá phức tạp rồi. Chiếu 1 của nó làm như thế nào để hiệu quả, bởi vì cái tính chất chúng ta phải hiểu được 3 viên đạn của nó sẽ như nào. Chẳng hạn, thốn chọn một trong 3 loại đạn để nạp vào súng, đồng thời cường hóa đo đánh kế tiếp các bạn nhé. Mỗi lần chúng ta có thể nạp được 3 viên đạn, có thể nạp được 3 loại đạn trong cùng 3 viên đạn đấy. Khi các bạn nạp được 3 viên đạn thì nó sẽ kích hoạt cái trạng thái cuồng phóng và sẽ giúp cho tất cả các bạn được tăng phần trăm tốc độ chạy vào trong vài giấy. Và các bạn đều biết viên đạn tím thì nó sẽ có gì? Nó sẽ cường hóa cho các bạn sát thương phép. Mỗi phần trăm máu của đạn mất thì sẽ biến thành sát thương phép. Còn đạn vàng thì sẽ bắn làm chậm. Nhưng khi đạn vàng kích hoạt, từ từ cái pha này mình sẽ lên bắn này. Đấy, chết rồi, chưa bác. Ôi rồi, chết không, không đủ đã rồi. Từ một chút mình sẽ nói các bạn hiểu, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách combo. Chỉ cần một cách combo các bạn sẽ nhận tốt. Đấy, đạn vàng của nó thì khi các bạn kích hoạt đạn vàng, các bạn sẽ lướt lên chiêu 2 thì nó sẽ được kích hoạt, sẽ bị trói nó vào một giấy và bắn thì đối phương sẽ chậm. Đấy, mình vừa rồi thì mình đã kích hoạt 3 viên đạn và nó sẽ cho mình một cái trạng thái là cuồng mã các bạn nhé. Nhưng khi các bạn đặt vào trạng thái cuồng mã thì nó sẽ bắn tốn cái nồi năng rất là nhiều. Đấy, các bạn có thể thấy một lần bắn thì mình sẽ mất tầm khoảng 1/5 cái cột nồi năng. Cho nên tầm khi các bạn ở đâu ghế các bạn kích hoạt cho mình cái cuồng mã ấy, thì các bạn sẽ bắn được 5 lần và cái viên đạn rất mạnh. Đấy. Rồi, cái tiếp theo, cái đạn xanh của nó thì khi các bạn kích hoạt thì nó sẽ được bắn hồi chiếu. Chẳng hạn là hồi chiếu nào ạ? Hồi chiếu 2 các bạn nhé. Thậm chí hồi chiếu 2 và hồi chiếu 3. Đấy, thì cách combo của nó đơn giản thôi. Các bạn luôn luôn kích hoạt cho mình cái đàn tím đầu tiên. Và khi các bạn muốn bắt ái gãy chó thì chúng ta sẽ kích hoạt cái chiêu cái đàn vang thứ 2 các bạn nhé. Đấy, thì nó sẽ gãy được cho và lướt chiêu 2 lên và sẽ bắn chó. Khi bắn choáng được rồi thì các bạn sẽ kích hoạt cho mình thêm một viên đạn xanh hoặc viên đạn nào tùy thuộc các bạn. Lúc đó các bạn sẽ bắn ở cái vòng cuồng mã, nó sẽ tốt hơn. Trong khi combat, mình khuyên các bạn nên sử dụng được 3 viên đạn để đạt cái khống chế cuồng mã. Thì các bạn sẽ bắn được cái đám, nó sẽ zone ngay lập tức, sẽ giết chết đối phương. Còn hơn nếu các bạn mà không kích hoạt cuồng mã, các bạn sẽ bắn cùng được, nó sẽ tiêu hao một ít cái nồi năng hơn, nhưng nó sẽ không đám, nó sẽ không to. Cho nên cách combo duy nhất các bạn sẽ hiểu nôm na như mình, chỉ cần các bạn chơi một combo này cho mình là được. Đầu tiên kích hoạt đàn tím, thứ hai các bạn sẽ kích hoạt cho mình đàn vàng. Khi các bạn kích hoạt đàn vàng hoặc đàn xanh trước, nhưng khi các bạn kích hoạt đàn vàng nhé, thì các bạn sẽ phải lướt lên để sẽ gãy choáng. Cái combo đàn vàng lướt chiêu 2 bắn thì nó mới gãy choáng các bạn nhé. Các bạn cút lòi của vị tưởng thốn này thì các bạn hãy để ý cho mình đến cái chiếu đó, kích hoạt đàn vàng lướt lên bắn choáng. Đấy, còn đàn tím và đàn xanh thì các bạn đều biết thôi, đàn tím thì bạn gây sát thương phép, còn đàn xanh thì sẽ gây hôi chiếu. Còn khi các bạn kích hoạt 3 viên đàn này thì nó sẽ cuồng phóng và bắn rất kinh hồn. Đấy, đàn vàng các bạn thấy chưa? Khi mình kích hoạt đàn vàng ấy thì mình lướt lên sẽ gây choáng đối phương nhá. Chà 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 chà, tàu giết mới chết luôn. Còn lý do vì sao mình khuyên các bạn không nên chế thốn ấy thì các bạn hãy nghe cho mình cái clip này. Mình sẽ cho các bạn biết lý do vì sao các bạn đừng có mua. Xem clip này xong các bạn sẽ rất cân nhắc có mua hay không các bạn nhé. Đấy, rồi bây giờ thì mình sẽ bật cửa phám thôi. Hiện tại mình ăn được 2 màng và tí của mình thì 6 mã. Trận đầu rất là căng, nói chung là ngang nhau các bạn. Zuka này, cái quạt đặt vang này bắn chậm này. Khi các bạn bị thằng Zuka hay bị thằng nào đấy, chẳng hạn khi các bạn gặp siêu nhân nhé, mình nói các bạn siêu nhân, các bạn kích hoạt cho mình 2 viên đạn vang trở lên thì mình nói thật các bạn bắn những, chẳng hạn các bạn gặp tay ngắn đấy, các bạn kích hoạt cho mình cuồng mã, không cần phải kích hoạt thêm đàn xanh, các bạn kích hoạt cho mình thêm 2 viên đạn vang cuối cùng, các bạn sẽ xảy cho nó không chạy được luôn. Đặc biệt siêu nhân là một vị tướng, gặp thằng thôn này nó xảy 2 viên đạn vang không thể chạy được. Đấy, thì nếu mà nó combo như vậy thì các bạn sẽ rất là khó hiểu, bởi vì một vị tướng các bạn mới tiếp xúc
thì nó hầu như rất là khó hiểu các bạn. Cho nên mình sẽ nói qua cái combo gọi là cơ bản nhất của vị tướng thốt này. Đó chính là các bạn sẽ kích hoạt cho mình đạn vàng thứ hai lướt lên bắn choáng. Đấy, thì combo như thế này. Kích hoạt cho mình đạn tím, sau đó kích hoạt đạn vàng. Đạn vàng thứ hai nhá, các bạn sẽ lướt chiêu hai lên bắn choáng. Khi bắn choáng rồi các bạn sẽ nhanh tay các bạn kích hoạt cho mình chiêu 3. À nhầm, kích hoạt cho mình cái đạn thứ 3. Đấy này, các bạn xem chưa? Khi mình bắn những cái thằng sát thương gần ấy thì mình sẽ kích hoạt cho mình hai viên đạn vàng, thì bắn cho nó không chảy được luôn, nó không lết nổi các bạn ạ. Đấy, thì đó là các bạn cân nhắc đâu game thì nó chỉ khi kích hoạt được quân má thì chỉ bắn vài phát thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Lướt lên bắn vàng, sẽ có đạn vàng thì lướt lên bắn thì nó sẽ có bị làm choáng các bạn nhá. Và thường thì chúng ta sẽ dùng ba loại đạn trong vòng một chết. Đấy, các bạn thì kinh chưa? Chiêu 3 của nó, tí nữa mình sẽ nói đến chiêu 3, còn bây giờ mình sẽ nói đến chiêu 1 đã. Chiêu 1 thì khi các bạn combo nhá, thường các bạn hãy để cho mình ba loại đạn luôn. Đó là tím, xanh và tím vàng xanh. Ôi đây, mega kill, mega kill, look at that này, mega kill. Mega kill lướt đến chiêu 2 này, lướt lên rồi, mega kill. Đấy các bạn ạ, mình không phải nói nhiều nữa, lý do vì sao tất cả các bạn đừng có mua vì từng thôn. Không được chơi đâu, các bạn ấy mua các bạn tốn tiền lắm. Các bạn mua thốn làm gì ạ? À? Mình khuyến các bạn chỉ nên xem chứ đừng đừng mua. Mua thì vô đồ thương thì không pick được, vô đồ ránh thì nó cấm. Thì mình hỏi các bạn là chúng ta mua vì tướng này để làm gì ạ? À? Các bạn không được chơi đâu. Bởi vì mình có chơi 10 trận đấu thì 9 trận đấu nó cấm quân thốn này rồi. Còn trận đấu không bị cấm thì team địch được pick. Đấy, còn mình không được pick đâu, đừng mua các bạn ạ. Rồi, mình sẽ nói qua lại một chút cho các bạn biết vì tưởng thốn này cái chiêu 1 của nó quan trọng nhất. Khi các bạn kích hoạt combo về cái trạng thái bắt ai đi chẳng nửa thì các bạn bắt buộc phải kích hoạt được cái cuồng má của nó. À, cái đàn thứ ba ấy, thì nó sẽ được kích hoạt gọi là tăng tốc độ chạy và bắn liên hoan. Còn cái combo làm sao nạp đàn như thế nào thì các bạn hãy combo chuẩn như mình nạp đàn là sẽ có 3 cái màu đàn của nó luôn. Chúng ta sẽ lắp 3 loại đàn. Và đàn vàng thì nó sẽ năm thứ 2, còn đàn xanh nó năm thứ 3 các bạn nhé. Và các bạn xào trộn kiểu gì cũng được, vàng xanh đỏ hay đỏ xanh vàng gì cũng được. Nhưng các bạn phải kích hoạt cho mình đúng 3 loại đàn. Thì các bạn kích hoạt khi mà nó kích hoạt cái nội tài đó các bạn sẽ bắn liên hoan. Đấy, thì đó là cái combo đó chuẩn chỉ nhất của vị tướng A. Các bạn xem này, mình bắn vài phát đây này. Đấy, còn khi các bạn tiếp xúc với vị tướng tay ngắn như Tiểu Vấn, như Superman, như Zuka thì các bạn hãy auto sản cho mình hai viên vàng vào đấy. Đấy, thì các bạn sẽ bắn chậm của nó và kích hoạt cái cua má thì các bạn sẽ bắn được tốt. Còn nếu tất cả các bạn muốn hồi chiêu thì lắp cho mình 3 viên hoặc 2 viên đạn xanh. Thì mỗi viên thì nó sẽ tương ứng hồi tầm 1 giây cho đến 0.5 giây. Đấy, tầm 1 giây thì các bạn sẽ hồi chiêu rất nhanh. Còn các bạn muốn sát thương gọi là cực đại và sát thương mạnh nhất của vị tướng thốn này thì các bạn lắp cho mình 3 viên ngọc tím. Đấy, lắp cho mình 3 viên ngọc tím thì các bạn sẽ xây nó như gọi là xây như gọi là mày xây luôn các bạn. Mày xây nó ngoài đời nó xây như nào thì thằng thốn nó xây 3 viên tím như vậy. Cho nên các bạn phải cân nhắc tìm hiểu tương bằng ngọc và các bạn nên nhớ cho mình rằng khi combat lắp cái bằng lắp giữa một lắp đàn vào ấy rất là khó. Các bạn phải luyện tập nhá. Nhiều khi trong đầu mình là combat loạn đến muốn lắp đàn vàng là đấm chết quăng ten cái đàn màu xanh rồi một quăng cái đàn xanh thì đấm ten cái đàn màu tím. Cho nên các bạn phải cân nhắc giúp mình đấy. Các bạn có thể thấy là con thốn này hiện tại đã là mảnh rồi và lý do mình khuyến các bạn không nên mua thốn này, từ từ đã mua. Nếu có mua thì phải chơi nó nép sức mạnh. Còn bây giờ các bạn mua các bạn chỉ ra chơi đấu với máy thôi. Còn mình là thật các bạn đấu thương á thì các bạn phải vào này, tinh bùm, ủa con thốn đâu rồi, nó pick rồi các bạn ạ. À, con vào đầu hàng nhá, vào đầu hàng, thốn cứ để tôi lo, tinh bùm bị bán, chúc mừng thốn là bị bán. Cho nên thực sự các bạn mua các bạn không được chơi thì mình nói thật các bạn nên cân nhắc và suy nghĩ, bởi vì mua thốn thì nó sẽ tốn tiền các bạn. Đấy, bây giờ sẽ là một phá con mắt cuối các bạn này, mình sẽ lắp đàn này rồi, kích hoạt các bạn thấy chưa, bật ba chay luôn. Khi mà mình kích hoạt được cái gọi là cái cuông má của nó ấy thì các bạn sẽ bắn ba chạy luôn, cực kỳ ba chạy. Còn các bạn cứ dùng đi, thường thì các bạn sẽ tiếc cái nội tài đấy thì các bạn sẽ không dùng ba viên đạn, nhưng mà theo mình hãy dùng ba viên đạn. Ôi rồi, clip kết thúc rồi các bạn ạ. Và tất cả các bạn ơi, mai yêu, bye bye, hết clip rồi các bạn ạ, nhanh quá. Rồi, cảm ơn các bạn nhé.